Em Dương Mịch xin kính chào tất cả các bác ở trên kênh. Các bác mà thấy kênh hay bổ ích thì các bác nhấn cho em một nút like, một nút đăng ký để cho ủng hộ cho kênh càng ngày càng phát triển hơn nhé. Thì hôm nay em sẽ quay tiếp một em nữa là em Karen, Kia Karen. Con này đời sản xuất năm 2007 và sử dụng động cơ diesel, máy dầu. Thì về cơ bản cái xe này em mua của chính chủ ở dưới Bắc Giang và đã làm đẹp sơn si đẹp hết rồi. Như các bác xem ở trên kênh Việt Bắc Kha mà cái clip đi mua ấy là các bác thấy ấy. Thì cái con này về cơ bản là nó bị cái cao su chân máy, cái cao su đỡ cái máy ấy, cái đỡ cái chân cả cục máy ấy, nó bị lâu ngày nó bị hỏng thì máy nó sẽ hơi rung. Nhưng tuy nhiên bên em về đã thay cao su chân máy và hiện tại máy chạy rất là êm, tất cả mọi thứ đều ngon. Thì hôm trước ấy thì có một anh khách ở trên đâu nhỉ, Sơn La hay cái gì quên, Lào Cai. Thì anh ấy có cọc 5 triệu nhưng mà anh ấy bỏ rồi, không lấy nữa. Vì lý do là nội thất xấu quá thì không lấy nữa hay là gì đấy thì không, tức là anh ấy hôm qua anh đến xem thì anh bảo nội thất xấu quá. Thì với cái xe mà 2007 bên em về đã sơn xung quanh xe, sơn làm đẹp hết, máy thì máy dầu. Đấy, máy là bây giờ hiện tại ngon, đã kiểm tra các thứ hết, đã kiểm tra lại hết tất cả máy và sơn si làm đẹp hết sạch rồi. Cái gì nữa nhỉ? À đây, có cái đăng kiểm này. Đăng kiểm này thì bác nào mua thì em sẽ đi đăng kiểm cho nhé. Đến là ngày 29 tháng 12 cơ. Nhưng mà khuyến mại thêm cái đăng kiểm. Thì đây, các bác xem, em quay cái phần nội thất cho các bác xem phát nhé. Xem nó có xấu hay nó đẹp đây. Thì da ghế đây, không một tí rách, tí sờn nào luôn. Da cần số này đã được bọc lại này, vô lăng này. Đấy, hôm trước vô lăng hơi xấu tí đã được bọc lại này. Mất cả hơn triệu bác ạ. Loại cả vô lăng cả cần số vào triệu triệu mốt gì đấy. Ghế lái này, ghế lái này. Đó. Màn hình có màn hình, cam lùi có cam lùi. Đây camera trên gương này luôn này. Cả màn hình cả cam lùi luôn. Số tự động. Điều hòa tự động luôn. Đây, quay ghế sau tiếp. Phần ghế sau đây các bác. Nội thất phần ghế sau. Đấy. Một cái xe mà 2007 rồi mà còn được thế này là còn đẹp lắm rồi. Nó rất là đẹp. Cửa sổ trời các bác nhá. Bản này là bản 2.0, có cả cửa sổ trời. Đấy. Xe 7 chỗ ngồi, có 2 chỗ sau này nữa. Để em mở cốp cho các bác. Đây. Tất cả xe đều zin, keo chỉ là zin, không có bị đâm đụng cả. Đây mặt ghế sau. Ghế sau đây. Đấy, tí nữa về em cho anh em dọn dẹp, lau dọn một lần nữa cho nó thật sạch sẽ. Ghế sau đây các bác nhá. Đây. Chạy cực êm luôn. Đấy. Một dàn lốp mới toanh, lốp Michelin. Đây các bác, lốp Michelin này là mua vào loại này là vào khoảng tầm 2,2 triệu đến 2,5 triệu một quả, khoảng 2,2 triệu một quả các bác nhá. Lốp mới tinh. Đấy, lốp mới, nếu mà chấm điểm 10 thì lốp này được điểm 9. Và tất cả 4 lốp bác chủ bác ấy thay lốp Michelin luôn. Chạy cực kỳ êm. Kia Karen máy dầu. Nếu mà bác nào kết dòng máy dầu này thì liên hệ với em nhé. Hôm trước chỉ vì là bác Sơn La bác ấy chốt rồi thì đâm ra em không bán được cho các bác khác nữa. Chứ còn không bây giờ chắc là đi về nhà khách lâu rồi. Đây. Xe đẹp thế này. Sơn si đẹp hết. Đấy, để em quay đằng đầu. Bác ơi bác cho cháu quay phim một tí. Biển 98 Bắc Giang. Đấy, mua của chính chủ các bác nhé. Đèn đóm đánh bóng hết rồi. Đèn đóm đã được đánh bóng hết. Máy móc nổ êm. Chất luôn. Quay điện thoại rung quá các bác thông cảm. Bác nào mà kết em máy dầu này thì gọi điện cho em Mịch nhá, Dương Mịch.
0962004888 hoặc là số anh Cường 0984606060. Xin hẹn gặp lại các bác ở trong các cái video tiếp theo. Đây đem xuống đây lau dọn vệ sinh cả ba xe luôn. Đấy. Verna này, em vừa mới quay Verna, rồi là Honda Civic bên kia. Dự kiến bán quên mất. Dự kiến bán con xe này là tầm 262 triệu. Bác nào mà ưng ý thì gọi điện cho em nhé. Động cơ máy dầu sản xuất năm 2007 khoảng 262 triệu.